Chào anh em nha, hôm nay 4 tháng 7 năm 2020 mới về được một lô 5 bình xăng con Phi Chanel 125, một bình quay 125 e điện, tất cả là hàng xin tháo xe. Em bán nguyên lô nha, cái này lô này em bán nguyên lô, nguyên lô 6 bình, nguyên lô 6 bình là 3 triệu thì tính ra mỗi bình là 500 ngàn, rất là rẻ ha. Tất cả bình xăng này là hàng xin tháo xe, nguyên xin, quả ga kim đốt xin, trái ga đẹp, không xước liếm ha. Thì em bán nguyên lô này 3 triệu, anh em nào có nhu cầu liên hệ em qua số điện thoại là 0933 996 332, mua lẻ thì 600 ngàn một bình, mua nguyên lô thì 3 triệu đó, mua lẻ thì 600 ngàn một bình ha. Bình này thì hàng tháo xe nguyên zin, chưa vệ sinh, anh em mua về xúc rửa thay đồng chén xem tu lại là xài, ngoài ra là không phải phục hồi lên cốt gì hết ha. Đó, tất cả là bình zin tháo xe chưa vệ sinh nha anh em, vệ sinh ra là nó long lanh như mới luôn. Trong cái lô này nó 6 bình thì hết có 5 bình neo, 5 bình Phi Chanel 125 và một cái bình xăng con quay 125 e điện ha. Đó, bình thì bao anh em là nguyên zin hết á. Hàng rã xe Honda Thái Lan về. Anh em nào có nhu cầu alo em, bán nguyên lô 3 triệu 6 bình. 3 triệu 6 bình nha. Quá rẻ. Anh em nào mua về kinh doanh thì alo em. Lẻ thì 600 ngàn bình ha, mua về tự xúc rửa thay đồng chén xem thu là xài thôi. Đó.